Tiếp theo là câu số 48 các em nhé. Câu số 48 này là một câu liên quan đến hình trụ. Người ta cho đề như sau. Một hình trụ có mặt kính đáy R bằng 5cm và khoảng cách giữa hai đáy là H bằng 7cm. Khoảng cách giữa hai đáy chính là chiều cao của hình trụ đúng không? Rồi, ừ, cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục. Thì khi cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục thì chúng ta sẽ thu được thiết diện là một hình chữ nhật và cách trục 3cm. Thì diện tích của thiết diện đã, đã được tạo thành là... Rồi, ok, bây giờ anh sẽ giải bài này nhé anh sẽ vẽ cái hình trụ này ra đây giả sử anh gọi anh gọi hai cái tâm của hai đáy là ô và ô phải thì rõ ràng khi đó ô ô phải là, này, này là chiều cao của hình trụ và theo giả thiết thì ô phải của chúng ta sẽ bằng h và bằng 7 cm đúng không và bán kính đáy là bằng 5 rồi Bây giờ anh dạ. cắt cố trụ bởi một mặt phẳng song song với trục thì chúng ta sẽ thu được thiết diện là một hình chữ nhật đúng không? Thì bây giờ anh giả sử hình chữ nhật đấy là ABCD nhé. Anh sẽ vẽ hình chữ nhật như sau. Đây chính là thiết diện. A, B, C, D. Thì khi đó OB, OC bằng OD. Nó chính là bằng bán kính đúng không? OC bằng OD. Bằng R và bằng 5 cm. Rồi, người ta lại cho này cái mặt phẳng đó, tức là mặt phẳng ABCD cách trục OO phải một khoảng là bằng 3 cm. Thì các em thấy ngay nếu mà các em gọi M là trung điểm CD thì rõ ràng là OM chính là cái khoảng cách cần tìm đúng không? OM của chúng ta chính là bằng 3 cm. Vậy bây giờ chúng ta người ta lại yêu cầu chúng ta đi tính diện tích thiết diện. Rồi, chúng ta có OM này, chúng ta có OC này, để tính diện tích thiết diện này thì chúng ta phải lấy là diện tích của hình chữ nhật ABCD bằng AB nhân BC đúng không? Bây giờ BC nó chính là chiều cao OO phải rồi thì bây giờ chúng ta phải đi tính AB hay là chúng ta đi tính CD? Chúng ta có OC, có OM thì bây giờ tính được MC theo Pythagore đúng không? Tam giác M, OMC vuông tại M. Tam giác OMC vuông tại M thì chúng ta có này. MC sẽ bằng căn của OC bình phương trừ OM bình phương và OC của chúng ta ở đây bằng 5. OM của chúng ta ở đây bằng 3 và chúng ta ra bằng 4. MC bằng 4 thì suy CD bằng 2 lần MC và bằng 8 cm. Và như vậy diện tích của ABCD hình chữ nhật nó sẽ bằng AB nhân BC hay bằng CD này nhân BC. CD của chúng ta vừa tính ra là bằng 8 nhân BC chính là chiều cao là bằng 7 bằng 56 cm vuông. Và như vậy chúng ta khoanh vào A nhé. Tiếp theo anh sẽ chưa cho các em câu số 49. Câu số 49 này là một câu về hình trụ, về mặt trụ. Và câu này ấy thì cái cái câu này bài này anh sẽ đọc trước đề cho mặt trụ T và một điểm S cố định nằm bên ngoài mặt trụ đó và một đường thẳng delta thay đổi luôn đi qua S và luôn cắt T tại hai điểm AB và AB có thể trùng nhau người ta gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB tập hợp các điểm M những cái câu về tập hợp này thì thường thường yêu cầu chính xác về độ vẽ hình rất là cao nên ở đây thì anh sẽ vẽ trước cho em cái hình và trong quá trình vẽ hình thì anh sẽ dùng thước kẻ anh không thể nào vẽ tay như trước được tại vì câu này cần phải yêu cầu độ chính xác rồi, bây giờ người ta cho một điểm S nằm ngoài đường tròn. Anh xin lỗi, một điểm S nằm ngoài bên mặt trụ. Anh cho anh giả sử đây chính là điểm S. Điểm S của anh nó ở đây. Rồi, tiếp theo nhé. Một đường thẳng delta thay đổi luôn đi qua S và luôn cắt mặt trụ T tại hai điểm AB. Thì anh giả sử cái đường thẳng delta của chúng ta sẽ như này. đường này sẽ là đường nét liền đây sẽ là đường thẳng delta nhé rồi anh giả sử hai điểm AB của chúng ta sẽ là đây là điểm A này và đây là điểm B này rồi đây là điểm B điểm B này nằm bên ngoài mặt trụ thì chỗ này anh sẽ ký hiệu nó là nét liền luôn để thể hiện rằng cái điểm B này nó đang nằm ở mặt phía ngoài của mặt trụ còn điểm A nó nằm mặt ở phía trong của mặt trụ cho mình thấy rõ nhé Rồi, tiếp theo nhé. Tiếp theo người ta bảo gì các em? Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Thì anh gọi điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. AB ở đây anh đo được là bằng 23 mm thì ở đây sẽ là 11,5. Đây, điểm M anh sẽ vẽ ở đây. Rồi, ok. Thì bây giờ tiếp tục này, Bây giờ người ta xong người ta yêu cầu mình tìm tập hợp điểm M Khi để giải câu này thì chúng ta sẽ trình bày theo các bước như sau Cái bước thứ nhất chúng ta gọi P là mặt phẳng chứa S Gọi P là mặt phẳng chứa S Câu này thì anh nhớ là anh đã từng trình bày trong cuốn trong cuốn thông báo công phạt 83 đã có câu này rồi đấy. Vậy P là mặt phẳng chứa S và vuông góc với trục OO phải À bây giờ anh phải giả sử Đây là trục ô phải nhé OO phải S và vuông góc Với trục OO phải Rồi Và P cắt OO Tại điểm S phải Mặt phẳng P cắt OO phải Tại S phải Thì khi đó P là một điểm chứa F và P vuông góc với O phải thì rõ ràng là cái mặt phẳng P này sẽ cắt mặt trụ theo giao tuyến là một đường tròn đúng không? Thì anh sẽ vẽ luôn cái đường tròn đấy ở đây rồi. Đây giả sử P cắt S theo giao tuyến là một đường tròn thì cắt O phải tại điểm S phải. Đây anh ký đây là chính là điểm S phải. Và S phải chính là tâm của đường tròn đấy. Rồi, anh phân tích lại nhé. P là mặt phẳng chứa S này vuông góc với trụ OO phải. Khi P mà vuông góc với trụ OO phải thì nó sẽ cắt OO phải, à, nó sẽ cắt mặt trụ T theo giao tuyến là một đường tròn và anh vẽ luôn cái đường tròn đấy cho các em ở đây. Rồi tiếp theo nhé, anh gọi P cắt OO phải tại S phải thì S phải sẽ chính là tâm của cái đường tròn đấy. Thì suy ra P cắt mặt trụ T theo giao tuyến Giao tuyến, giao tuyến của chúng ta là đường tròn C, anh ký hiệu là đường tròn C, có tâm là F phải. Đây chính là đường tròn C này. Rồi tiếp tục này, ta có đường thẳng delta đi qua F và cắt mặt trụ tại hai điểm A, B đúng không? Đây là cái thảm thiết rồi. cắt mặt trụ T. Tại hai điểm AB. Thì bây giờ anh sẽ gọi A phải B phải là hình chiếu của AB trên mặt phẳng P. Anh phân tích này, AB nằm trên mặt trụ A phải B phải là hình chiếu của AB trên mặt phẳng P Thì rõ ràng A phải B phải nó sẽ nằm trên đường tròn C đúng không? Đây và anh sẽ vẽ như sau Đây là chính là điểm B phải Vuông góc với mặt phẳng P Đây chính là điểm B phải Và đây chính là điểm A phải Rồi, suy ra, từ đây suy ra A phải này B phải sẽ thuộc vào C và AA phải song song với BB phải và nó cũng song song với OO phải. Rồi tiếp theo nhé. Như vậy thì ta cũng có từ đó thì ta cũng suy ra luôn ba điểm S A phải B phải là sẽ là thẳng hàng. Đúng không em? S A phải B phải thẳng hàng. suy ra F A phải B phải thẳng hàng do cùng thuộc giao tuyến của mặt phẳng P và mặt phẳng FAA phải chỗ này là nét liền các em nhé chỗ này anh vẽ nét liền rồi tiếp theo nhé bây giờ anh lại gọi m phải là hình chiếu của m trên mặt phẳng p m phải là hình chiếu của m trên mặt phẳng p thì khi đó chúng ta sẽ suy ra ngay m phải sẽ thuộc a phải b phải và m phải sẽ là trung điểm của a phải b phải đúng không và bây giờ anh kể vẽ m phải nhé Đây chính là m phải. Gọi m phải là hình chiếu của m trên p. Khi ra m phải này, nó sẽ thuộc a phải b phải và m phải là trung điểm của a phải b phải. Khi M phải là trung điểm của A phải B phải này S là tâm của đường tròn Thì S phải là tâm của đường tròn Thì rõ ràng chúng ta có S phải M phải Sẽ vuông góc với A phải B phải đúng không em Và như thế cái góc này là sẽ là góc vuông này Suy ra S phải M phải Sẽ vuông góc với A phải B phải Hay là chúng ta suy ra Góc S phải M phải S Bằng 90 độ Rồi Khi đó chúng ta sẽ có cái gì Do S cố định này Do cái cách Cái cách mà chúng ta lấy điểm S Thì S phải cũng là cố định này Cái cách kể ban đầu của chúng ta Thì S phải cũng là cố định S và S phải cố định Mà thỏa mãn cái góc S phải M phải S bằng 90 độ Thì như vậy cái điểm M phải luôn 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 nằm trên một đường tròn Đường kính là S, S phải đúng không em? khi ra m phải luôn thuộc đường tròn đường kính là s phải rồi mà m lại là hình chiếu của m phải trên mặt phẳng p nên là m điểm m sẽ di chuyển theo m phải khi m phải chạy trên cái đường tròn đường kính s phải này thì rõ ràng là m nó sẽ chạy trên một mặt trụ nào đó xem m phải luôn nằm trên một mặt trụ ở đây là một phần mặt trụ thì đúng hơn một phần mặt trụ và như vậy thì chúng ta sẽ khoanh vào phương án d nhé rồi câu này là một câu khá là khó nên là các em nên là các em đọc kỹ lại theo dõi kỹ lại cái cách trình bày của anh nhé và các em đọc kỹ lại cái lời giải trình bài này thì các em sẽ hiểu thôi. Đấy. Rồi anh kết thúc câu số 49 tại đây.